Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, khu du lịch quốc gia Sapa đón trên 7 vạn lượt du khách. Cây rau vụ đông mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân bản Mế, huyện Simacai. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho hoạt động trồng cây gây rừng nhân dịp đầu xuân mới. Cuối chương trình như thường lệ sẽ là mục Lào Cai 7 ngày, điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý nhất diễn ra trong tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Sáng ngày 10 tháng 2, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai đã tưng bừng tổ chức ngày hội khai bút đầu xuân 2019 tại trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng. Đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham dự sự kiện này cùng các em học sinh. Tham dự ngày hội khai bút đầu xuân có gần 200 các em học sinh, đại diện cho gần 30.000 học sinh của 40 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Tại ngày hội, ngay sau lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và ngành giáo dục đã thực hiện khai bút đầu xuân với 5 chữ thư pháp: Đức, trí, dũng, thành, tài, với ý nghĩa giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo, đặt đạo đức lên hàng đầu, mong các em học sinh bước sang năm mới luôn phấn đấu tu dưỡng, học hành chăm chỉ, mạnh mẽ vươn lên để trở thành những nhân tài cho đất nước. Cái việc mà khai bút đầu xuân này, chúng tôi muốn khơi gợi lại cái truyền thống tốt đẹp văn hóa Việt, đồng thời là muốn truyền bá một cái tư tưởng đến đội ngũ cán bộ giáo viên và các em học sinh về cái việc nâng cao những cái giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời là đặt niềm tin, những cảm xúc của mình mỗi dịp Tết đến xuân về để mong muốn một cái năm mới bình an với nhiều niềm vui. Ở phần thi tài năng, trong thời gian 30 phút, các em học sinh tiểu học đã tham gia hai phần thi là viết chữ thư pháp và viết chữ đẹp. 99 em học sinh trung học cơ sở tham gia thi viết bài văn, văn hay chữ tốt với chủ đề mong ước ngày xuân. Rất nhiều bức thư pháp đẹp, bài viết hay, giàu cảm xúc đã được các em học sinh thể hiện. Đây là lần đầu tiên em tham gia cuộc thi khai bút đầu xuân. Em rất vinh dự khi là một trong 10 bạn trong khối 8 để tham gia cuộc thi này. Và cảm xúc của em rất là hồi hộp và có một chút vui vẻ và tự hào nữa. Và tham gia cuộc thi này thì chúng em nhận được đề đó là ước mơ của em, ước mơ mùa xuân của em. Thì em đã viết ước mơ của em đó là được mọi người được quây quần bên nhau trong ngày xuân mới và cũng như là được có sức khỏe trong cả năm. Khi mà đến đây thì em có một cảm xúc rất là đặc biệt. Em rất là vui và hạnh phúc. Em đã học và search những từ cần thiết về mùa xuân và Tết để chuẩn bị cho cuộc thi này ạ. Em mong là mọi người và các bậc phụ huynh, các bạn học sinh và các quý thầy cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc và sung túc ạ. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai tổ chức ngày hội khai bút đầu xuân. Tại ngày hội năm nay, các em còn được tham gia vào nhiều hoạt động ý nghĩa như thi đấu Robocon chinh phục đỉnh Phan Xipang, thi bắn tên lửa tự tạo, tham quan các gian trưng bày sản phẩm của mô hình giáo dục STEM. 21 em học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn của các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố cũng đã nhận được học bổng nhân dịp đầu năm mới từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh và ngành giáo dục. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, khu du lịch quốc gia Sapa đã đón trên 7 vạn du khách, trong đó có hơn một nửa số du khách đã chinh phục đỉnh Phan Xipang. Đặc biệt là trong thời gian diễn ra lễ hội khèn hoa và hội xuân bờ cồng trời, công ty du lịch Sunwoo Phan Xipang Lengen Sapa đã ưu đãi giảm giá vé cáp treo cho đồng bào các dân tộc thiểu số đang sinh sống tại Lào Cai, tạo điều kiện cho đồng bào có cơ hội chinh phục đỉnh núi cao nhất Đông Dương. Kỳ nghỉ Tết năm nay, lượng khách đến với Sapa tăng đột biến do xu hướng du lịch Tết ngày càng phổ biến. Ngay trong ngày mùng 1 Tết đã có gần 1.700 du khách lên đỉnh Phan Xipang tham quan, trải nghiệm và chiêm bái lễ Phật đầu năm. Hàng năm thì vào dịp Tết thì gia đình tôi cũng lên Sapa chơi. Đây là một cái điểm đến du lịch rất là tốt. Người dân thì rất là hiền hòa mà cảnh đẹp thì vô cùng là tuyệt vời. Đặc biệt nhằm tri ân đối với đồng bào các dân tộc thiểu số địa phương, công ty du lịch Sunwoo Phan Xipang Lengen Sapa đã có chương trình ưu đãi giảm giá vé cáp treo chỉ còn 200.000 đồng trên người. Do vậy đã thu hút đông đảo bà con các dân tộc thiểu số trong tỉnh đến tham quan vui chơi và chinh phục đỉnh Phan Xipang trong những ngày đầu xuân.
cáp treo giảm giá và chúng tôi đưa vợ con lên cáp treo để ngắm cảnh và ngắm phong cảnh tự nhiên ở trên đỉnh Phan Xipang. Năm nay, công ty du lịch Sun World Phan Xipang Land gần Sapa đã thực sự tạo dựng một không gian Tây Bắc thu nhỏ ngay tại Phan Xipang, thể hiện sự nỗ lực không ngừng của đơn vị trong việc gìn giữ, tôn vinh những nét đẹp và giá trị văn hóa truyền thống, mang đến cho du khách những sản phẩm du lịch và trải nghiệm ngày càng phong phú và độc đáo. Đầu xuân năm nay thì chúng tôi thực hiện chủ trương giảm giá vé cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Lào Cai. Thì tạo điều kiện cho đồng bào tới đây để tham quan du lịch rất là đông vui, cũng như thực sự là tạo ra một không gian văn hóa Tây Bắc mà du khách rất là thích. Năm nay chúng tôi mời các đội khèn đến từ các tỉnh bạn tham gia, ví dụ như là Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, tạo nên cái nét văn hóa rất là đẹp mà có tại địa phương. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, khu du lịch quốc gia Sapa đã đón trên 7 vạn lượt du khách, trong đó có khoảng 4 vạn lượt du khách đến tham quan, du ngoạn và chinh phục đỉnh Phan Xipang. Với lợi thế về khí hậu đất đai rất phù hợp để trồng các loại cây rau màu vụ đông, từ vài năm nay thì nhiều hộ dân ở xã Bản Mế, huyện Simacai đã chủ động đưa nhiều giống rau có năng suất chất lượng cao vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo. Tại xã Bản Mế, hầu hết diện tích ruộng của người dân chỉ cấy một vụ lúa trong năm. Vì vậy, chính quyền địa phương đã hướng dẫn vận động bà con tích cực trồng rau vụ đông. Thời điểm này, nguồn cung rau xanh không lớn, do vậy người dân Bản Mế bán được giá. Nhiều hộ có nguồn thu hàng chục triệu đồng, lớn hơn so với vụ sản xuất chính. Chủ trương của cấp ủy thì cũng đưa cái rau bí về trồng, thử nghiệm. Thì chúng tôi thấy là cái này là một cái hướng đi là phát triển. Đấy cũng là cái thu nhập cho bà con. Thì trồng cái rau bí trái vụ thì chúng tôi thấy cũng là rất là phù hợp với khí hậu địa phương. Cũng là một cái hướng đi xóa đói giảm nghèo, bền vững cho bà con. Gia đình anh Hoàng Xeo Trần ở thôn Cốc Nghê, xã Bản Mế, trồng gần 4.000 mét vuông rau, chủ yếu là đậu Hà Lan, rau bí, rau cải và hành. Thời điểm này khoảng 2.000 mét vuông rau đậu Hà Lan và rau cải đang cho thu hoạch. Đây là những cây rau ưa lạnh nên phát triển rất nhanh trong vụ đông, giá bán lại cao, có thời điểm lên tới 20.000 đồng một kg. Theo anh Trần thì rau màu vụ đông có thời gian sinh trưởng ngắn, không tốn nhiều công chăm sóc và hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với cấy lúa trồng ngô. Mình trồng đây thì mình cũng nhìn thấy là ít nhất là phải gấp đôi rồi. Còn thật ra chưa nói là còn gấp thêm nữa, còn gấp 3, gấp 4 lần cũng có. Thật ra thì cái rau này nó hái một lần thôi. Bình thường cái sào ruộng này, em chỉ ví dụ sào ruộng đây mình bán ra khoảng 5 triệu chẳng. Thì em hái một lần em đã bán khoảng 3 triệu, 4 triệu rồi. Thì 5, 6 lần chẳng. Thì nhân ra số lần cái tỷ lệ rất là cao. Nguồn ra thì cũng ra đều đều. Ví dụ như hàng tháng thì hàng ngày, ví dụ như là 3 ngày thì mình có thể hái. Xong lại nó lại tiếp tục hái như thế, bán ra đều đều như thế. Thì cái đồng chuyển cây trồng như thế nó thuận lợi. Vì nếu mình trồng lúa thì mình chỉ cắt một lần thôi. Ví dụ mình trồng đậu Hà Lan thì mình có thể cắt lần này xong lại cắt lần nữa, cắt lần. Ví dụ có thể lên đến 5-6 lần cũng vẫn có thể cắt được. Thực tế cho thấy vụ đông hiện đang là vụ sản xuất mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân. Tuy nhiên tại một số địa bàn vùng cao của huyện Simacai, sản xuất vụ đông vẫn chưa phát triển. Đất ruộng sau khi thu hoạch xong vụ lúa thường để không. Vì vậy, huyện Simacai và cấp ủy chính quyền các xã cần tích cực tuyên truyền vận động người dân tận dụng kỹ đất và nhân lực lúc nông nhàn để đẩy mạnh sản xuất vụ đông, đồng thời chủ động liên kết với doanh nghiệp trong việc cung ứng giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người, phong trào trồng cây gây rừng đầu năm mới đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Tại thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Tết trồng cây tại các địa phương trong tỉnh đều đã được thực hiện rất chu đáo. Ngày 6 tháng Giêng, 30 cây vàng Anh đã được Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Lào Cai di chuyển về khu vực trung tâm huyện Bát Sát, sẵn sàng cho Tết trồng cây tại địa phương này trong dịp đầu xuân mới. Mặc dù trời nắng nóng, công việc nặng nhọc, nhưng ai cũng thấy công việc mà mình đang làm thực sự có ý nghĩa trong những ngày đầu xuân. Em
em ra quân bắt đầu từ hôm 5. Nhiệm vụ chính của em là chỉ mì cây để trồng khai xuân Tết. Cảm thấy vui là được góp sức trồng cây Tết đầu xuân, đầu xuân năm mới này cũng thấy cảm thấy là rất hào hứng ạ. Ngay từ trước Tết, xí nghiệp công viên cây xanh cũng đã chuẩn bị mặt bằng, cây giống và các công tác khác cho ngày Tết trồng cây tại các cơ quan đơn vị với số lượng gần 1.500 cây các loại như vàng anh, lim xanh và các loại cây ăn quả. Tại các vườn ươm của xí nghiệp, cây giống được chăm sóc kỹ càng, đóng bầu cẩn thận, đảm bảo chất lượng tốt, đạt tỷ lệ sống cao khi trồng. Để đảm bảo cho cái việc trồng cây được thuận lợi, thì chúng tôi sau khi cây giống đã chuẩn bị xong thì đến nay chúng tôi chuyển cây vào và chuẩn bị đào hố thì trong năm thì đến giờ phút này là chúng tôi cho cây giống vào và cho anh em triển khai dựng đảm bảo yêu cầu theo đúng kỹ thuật để khi mà cây trồng được rất là tốt, chuẩn bị từ khâu phân bón đến nước tưới, đến nhân công con người và xe cộ phương tiện thì chuyển vào đến đây và chúng tôi trực tiếp vào đây để chỉ đạo những cái việc trồng cây đầu xuân để cho đảm bảo đúng kỹ thuật. Công ty môi trường đô thị cũng trực tiếp là giao cho xí nghiệp công viên cây xanh chuẩn bị một số các loại giống cây và ươm một loại số loại giống cây để phục vụ cho công tác cảnh quan của tỉnh Lào Cai. Thế trong những năm qua thì chúng tôi cũng chuẩn bị rất nhiều các cái vườn ươm, những cái vườn ươm chuẩn bị để trong quá trình mà đô thị Lào Cai phát triển thì chúng tôi đã có sẵn sàng các loại giống cây để phục vụ tốt nhất cho cái cảnh quan của Lào Cai. Thế những cái chỗ mà hiện nay mà tỉnh, những quỹ đất mà tỉnh tạm thời chưa dùng đến thì chúng tôi cũng sử dụng những quỹ đất tạm thời để chúng tôi dâm ươm cây, một số loại cây trồng để phục vụ chung cho cảnh quan của Lào Cai. Cùng với việc chuẩn bị cho Tết trồng cây đầu xuân, thời điểm này, các vườn ươm trên địa bàn tỉnh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn giống để cung ứng cho nhân dân trong tỉnh trồng rừng, trồng cây phân tán. Theo kế hoạch, năm 2019, tỉnh Lào Cai sẽ trồng mới 2.500 hectare rừng. Hiện độ tán che phủ rừng của tỉnh đã đạt 54,9%, là mức cao so với nhiều tỉnh thành trong cả nước. Trong những ngày vừa qua, tại các huyện Sapa và Bát Sát đã xảy ra một số vụ cháy rừng nhỏ. Diện tích bị cháy chủ yếu là rừng nghèo và cây bụi. Công tác chữa cháy được triển khai nhanh nên hầu như không gây thiệt hại. Tuy nhiên, diễn biến này cũng cho thấy nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn tỉnh đang ở mức rất cao do thời tiết nắng nóng, khô hanh đã kéo dài suốt nhiều ngày qua. Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm Lào Cai thì hiện toàn tỉnh có tới 183.000 hectare rừng đang ở mức dự báo cháy rừng cấp 4, cấp 5, tức là mức nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Nắng nóng khô hanh đã khiến độ ẩm trong không khí giảm mạnh, tại nhiều nơi độ ẩm xuống chỉ còn khoảng 25-30%. Mùa đông vừa qua tại các khu vực núi cao của tỉnh thì lại đều xảy ra mưa tuyết và băng giá, làm chết thảm thực vật tầng thấp, khi khô nỏ sẽ tạo thành nguồn dẫn cháy rất nguy hiểm. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, tỉnh Lào Cai đang triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng ở mức cao nhất. Tại tất cả các chốt bảo vệ rừng đều có lực lượng kiểm lâm, công an xã và dân quân ứng trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động ra vào các cánh rừng. Chính quyền cấp xã và kiểm lâm địa bàn đến từng hộ dân sống gần rừng để tuyên truyền hướng dẫn bà con sử dụng lửa trong gia đình một cách an toàn và tuyệt đối không đốt nương làm rẫy trong những ngày nắng nóng, khô hanh như hiện nay. Theo thông tin từ Ban An toàn Giao thông tỉnh, tình hình tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 được kiểm soát tốt. Toàn tỉnh chỉ xảy ra 4 vụ tai nạn làm chết một người, 7 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước thì số vụ, số người chết và số người bị thương giảm mạnh. Cả trước, trong và sau Tết, các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát hành chính về trật tự xã hội, cảnh sát cơ động, cảnh sát 113, thanh tra giao thông đã tăng cường mở các đợt tuần tra kiểm soát, đảm bảo 70% quân số ứng trực, xử lý 85 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 25 phương tiện. Đặc biệt là xử lý nghiêm các trường hợp lái xe có sử dụng nồng độ cồn và dương tính với ma túy. Đây được cho là nguyên nhân khiến cho số vụ tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết năm nay giảm mạnh. Trong dịp Tết, hoạt động vận tải hành khách được duy trì bình thường, phục vụ tốt nhu cầu đi lại, thăm thân, du lịch của người dân. Riêng vận tải đường sắt có gần 3.200 lượt khách đi tàu chiều Lào Cai - Hà Nội và trên 5.000 lượt khách đi tàu chiều Hà Nội - Lào Cai.
Trong phần cuối của chương trình thời sự hôm nay, như thường lệ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi mục Lào Cai 7 ngày, điểm lại những thông tin thời sự nổi bật nhất diễn ra trong tuần qua. Không khí đón chào năm mới Kỷ Hợi 2019 vui tươi, an toàn, văn minh và tiết kiệm tại tất cả các địa phương trong tỉnh là thông tin chủ đạo được phản ánh trong các chương trình thời sự tuần qua. Nhân dịp bước vào năm mới, qua sóng truyền hình Lào Cai, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến các bậc lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp đã cố gắng nỗ lực vượt bậc trong suốt một năm qua, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của tỉnh. Đồng thời bày tỏ tin tưởng tỉnh Lào Cai sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 và các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực miền núi phía Bắc, là địa bàn quan trọng về hợp tác giao lưu kinh tế quốc tế của vùng và cả nước. Với sự tham gia của Tiến sĩ Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chương trình truyền hình đặc biệt Lào Cai dấu ấn 2018, triển vọng 2019 được phát sóng trong tuần qua, đã cùng quý vị khán giả nhìn lại một năm với những thành tựu đáng tự hào trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đồng thời nhìn nhận một cách sâu sắc toàn diện về xu thế hội nhập, bối cảnh trong nước và quốc tế, những cơ hội và thách thức trong năm 2019, từ đó đề ra những giải pháp để Lào Cai phát huy tốt những tiềm năng lợi thế, giữ vững đà tăng trưởng, vươn lên trở thành tỉnh phát triển của khu vực vào năm 2020 và xa hơn là trở thành tỉnh khá của cả nước. Tuần qua hoàn toàn nằm trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Tuy nhiên, tại các đơn vị công an, quân đội, biên phòng và một số cơ quan có công việc đặc thù như truyền hình, viễn thông, bệnh viện, môi trường đô thị, mọi hoạt động vẫn cơ bản được duy trì bình thường do các cán bộ, chiến sĩ và người lao động thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực Tết. Trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Lào Cai, quân số trực sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ được duy trì đảm bảo. Tất cả các đơn vị đều chuẩn bị chu đáo các điều kiện vui xuân đón Tết tại đơn vị cho cán bộ chiến sĩ. Các bệnh viện làm tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xử lý kịp thời các ca cấp cứu, đặc biệt là những ca liên quan đến tai nạn giao thông và ngộ độc thực phẩm. Đặc biệt là tất cả các địa bàn vùng cao, lực lượng kiểm lâm, dân quân tự vệ và người dân đã tổ chức ứng trực phòng chống cháy rừng 24/24 giờ. Do thời tiết nắng nóng khô hanh, đóng góp thầm lặng của lực lượng trực Tết đã góp phần mang tới sự bình yên và duy trì bình thường việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho xã hội trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Tháng riêng là tháng ăn chơi, không còn là quan niệm chính xác trong nhịp sống hôm nay. Ngay trong những ngày Tết, các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn diễn ra sôi động, đặc biệt là trong sản xuất công nghiệp. Xuất nhập khẩu và dịch vụ du lịch, chỉ riêng trong những ngày nghỉ Tết, số lượng hàng hóa được xuất nhập khẩu chính ngạch qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã đạt khoảng 30 triệu đô la. Các nhà máy, thủy điện, gang thép, luyện đồng vẫn duy trì sản xuất bình thường. Hoạt động du lịch diễn ra sôi động. Riêng tại khu du lịch quốc gia Sapa, mỗi ngày đón khoảng 2 vạn lượt khách. Đây là những dấu ấn rất tích cực, báo hiệu một năm thành công trong phát triển kinh tế của Lào Cai. Liên tục trong các chương trình thời sự tuần qua, các phóng viên thời sự đã có dịp giới thiệu cùng quý vị và các bạn về các phong tục tập quán tốt đẹp, các giá trị văn hóa, các món ẩm thực độc đáo của cộng đồng các dân tộc địa phương trong ngày Tết. Việc bảo tồn và phát huy những giá trị này là vô cùng cần thiết, vừa để giữ lại phong vị Tết cổ truyền, vừa là nguồn tài nguyên phong phú để các địa phương khai thác, tạo ra những giá trị mới, đặc biệt là thông qua hoạt động du lịch, dịch vụ. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại toàn bộ những nội dung nổi bật mà Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã phát sóng trong tuần qua tại địa chỉ website laocaitv.vn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.